Ngày 13 tháng 1 năm 2018, phòng 5 thuộc Cục Cảnh sát Môi trường C49, Bộ Công an đã phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, lực lượng chức năng tỉnh Trà Vinh kiểm tra, phát hiện tại một kho hàng ở thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, trữ 1.440 can sản phẩm bồ đề 688A là chất dùng để xử lý ao nuôi thủy hải sản. Đây là sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Nhãn mác gắn trên sản phẩm này ghi nguồn gốc của liên danh công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao, công ty Bạch Đằng, Bộ Công an. Cùng thời điểm, đoàn thanh tra liên ngành cũng đã thu giữ thêm 6.000 cam bồ đề 688A tại ấp chợ xã Tập Sơn, huyện Trà Cú. Trước đó, đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra phát hiện hơn 1.000 can sản phẩm bồ đề 688A tại một đại lý kinh doanh thức ăn, thuốc thủy sản ở xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và 104 can sản phẩm bồ đề 688A tại một đại lý kinh doanh thức ăn và thuốc thủy sản ở xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao đã mạo danh liên kết với công ty Bạch Đằng, Bộ Công an để tiêu thụ sản phẩm này. Phía công ty Bạch Đằng cũng khẳng định công ty không liên doanh liên kết với công ty cổ phần Nông nghiệp Cao để sản xuất các mặt hàng vật tư nông nghiệp nói chung, các sản phẩm phân bón, chất xử lý ao nuôi thủy sản nói riêng và đặc biệt là sản phẩm bồ đề 688. Trung tá Nguyễn Xuân Thành, Phó trưởng phòng 5 C49 nhận định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành vi gian lận thương mại trong hoạt động sản xuất kinh doanh và khuyến cáo người dân đã đang sử dụng sản phẩm bồ đề 688A cần thông báo ngay đến công an địa phương để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.